42 克. Bài 42 tương với phần tiếp theo của bài 13 quyển 1 giáo trình Hán ngữ. Trước tiên là từ đen, trong màu đen. Khây. Khây. Âm Hán Việt là hắc. Người da đen nguyên văn là đen người. Khây rấn. Khây rấn. Cái đen, chỉ đồ gì đó màu đen như đã được lược đi danh từ. Hãy nghe và nhắc lại. Khây tở. Khây. Khây. Tở. Tở. Khây tở. Khây tở. Ở đây có thể là đồ gì đó màu đen, trong đó danh từ chỉ đồ đó ở phía sau chữ tơ đã được lược đi. Cái đen này, cái mà đen này. Chưa có khây tở. Chỉ có khây tở. Tương tự hay nói, cái đen kia, cái đen đó. Nà gờ khây tở. Nể gờ khây tở. Hãy nhớ từ nà trong khẩu ngữ có nhiều trường hợp có thể đọc thành nảy, đặc biệt là các trường hợp đứng trước lượng từ. Cái mà đen này rất nặng, cái đen này rất nặng. Chưa gờ khây tờ khẩn rủng. Chưa gờ khây tờ khẩn rủng. Bây giờ là từ đỏ, chỉ màu đỏ, âm Hán Việt là hồng. Khúng. Khúng. Cái đỏ, ở đây danh từ phía sau chữ tơ cũng được lược đi. Khúng tợ. Khúng tợ. Cái đỏ kia. Nà gờ khúng tợ. Nà gờ khúng tợ. Tương tự hay nói, cái đỏ này. Chưa gờ khúng tợ. Chưa gờ khúng tợ. Bây giờ là từ nhẹ. Chiêng. Chiêng. Rất nhẹ. Khẩn chiêng. Khẩn chiêng. Không nhẹ. Bù chiêng. Bù chiêng. Tương đối nhẹ. Bì giào chiêng. Bì giào chiêng. Trong bài này, cách nói này còn có nghĩa là nhẹ hơn khi so sánh cái vali màu đỏ với cái vali màu đen. Cái màu đỏ kia tương đối nhẹ, cái màu đỏ kia nhẹ hơn. Nà gờ khúng tờ bì giào chiêng. Nà gờ khúng tờ bì giào chiêng. Hãy nhắc lại, cái đen này rất nặng. Chưa gờ khây tờ khẩn rủng. Chưa gờ khây tờ khẩn rủng. Cái đỏ kia nhẹ hơn. Nà gờ khúng tờ bì giào chiêng. Nà gờ khúng tờ bì giào chiêng. Hay nói tiếp, vali của bạn rất mới. 你的箱子很新. 你的箱子很新. Của mình. 我的. Của mình rất. 我的很. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ cũ. 旧. 旧. Vali cũ. 旧箱子. 旧箱子. Tương đối cũ hoặc cũ hơn. 比较旧. 比较旧. Của mình rất cũ. 我的很旧. 我的很旧. Vali của bạn rất mới.
你的箱子很新。của mình rất cũ. 我的很旧。Hãy nhắc lại, cái đen này rất nặng. 这个黑的很重。Cái đỏ kia nhẹ hơn. 那个红的比较轻。 那个红的比较轻。 Vali của bạn rất mới. 你的箱子很新。 你的箱子很新。 của mình rất cũ. 我的很旧。Vali mới, nguyên văn là mới mà vali. Chữ mà đây là chữ tơ, nối cùng định ngữ. Xin ở xiang zi. Xin ở xiang zi. Cái vali mà mới kia. Nà gờ xin ở xiang zi. Nà gờ xin ở xiang zi. Cái mà mới kia. Nà gờ xin đờ. Nà gờ xin đờ. Cái mà mới kia là của bạn. Cái mới kia là của bạn. Ở đây bạn chỉ bằng hữu, bạn bè. Nà gờ xin đờ sư phẩn yếu đờ. Nà gờ xin đờ sư phẩn yếu đờ. Cái cũ này, cái mà cũ này. 这个旧的. 这个旧的. Cái cũ này là của mình. 这个旧的是我的. 这个旧的是我的. Bây giờ hãy nhắc lại, cái màu đen này rất nặng. 这个黑的很重. 这个黑的很重. Cái đỏ kia nhẹ hơn. 那个红的比较轻. 那个红的比较轻. Vali của bạn rất mới. 你的箱子很新. 你的箱子很新. Của mình rất cũ. 我的很旧. 我的很旧. Cái mới đó là của bạn, với nghĩa bạn bè. 那个新的是朋友的. 那个新的是朋友的. Cái cũ này là của mình. 这个旧的是我的. 这个旧的是我的. Bây giờ hãy nghe phản nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Rút tiền. Chủy chén. Buổi trưa ra nhà ăn ăn cơm. 中午去食堂吃饭. Chỗ sủi cào này. 这些饺子. 这些饺子. Quá đắt rồi. 太贵了. Trả lại bạn 34 tệ. Chào nín 34 块. 200 đô. 200 美元.
phòng làm việc của Ái Đức Hoa. Ái Đức Hoa de bàn công sự. Số phòng là 601. Phòng gian hào là 601. Vị này là giáo sư Phương. 这位是王教授. 这位是王教授. Tương đối dễ. 比较容易. Không có vali. 没有箱子. Nặng hay không? 重不重? Cái màu đen. 黑的. Của mình rất cũ. 我的很旧. Cái đỏ nhẹ hơn. Cái đỏ tương đối nhẹ. 红的比较轻.